Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong phóng sự lý do tại sao San Jose chưa bầu được ban đại diện cộng đồng, quý khán giả đã được nghe một số ý kiến của những người có tâm, có lòng, quan tâm đến vận mệnh của cộng đồng người Việt quốc gia tại miền Bắc của bang California. Hôm nay, Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý khán giả ý kiến của ông cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, ông Phạm Hữu Sơn và ông Vũ Huynh Trưởng, là những vị đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali trước khi tổ chức bầu cử, và ý kiến của kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ về hướng giải quyết cho vấn đề của cộng đồng trong những ngày sắp tới. Tôi tên là Phạm Huy Sơn, nguyên là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, California. Kính thưa quý vị, cái chuyện cộng đồng ở Bắc Cali này nói thực sự ra thì nó rất là dài dòng. Nhưng mà chung quy là người nói thì nhiều, nhưng mà người làm thì ít lắm. Khi chúng tôi làm việc thì họ sẽ phê phán đủ thứ hết, đòi cái điều kiện kia, và thì chúng tôi cũng để cho họ tổ chức. Nhưng mà thực sự ra qua hai lần tổ chức của ông trung tá Trần Công Luyện với lại sau này thì ông Phan Quang Nghiệp, cuối cùng rồi cái cộng đồng của chúng ta nó hoàn toàn là bị tan rã, bởi vì tất cả những quý vị đó không có thể nào có thể kết hợp được với lại nhau. Cho nên cái cuộc tổ chức cộng đồng, bầu cử cộng đồng nó hoàn toàn thất bại hết, bởi vì rồi ra rồi các liên danh rồi cũng tranh luận với nhau, rồi cái rồi xích mích, rồi cuối cùng rồi đi đến cái chỗ sự tan rã, mà rồi cộng đồng hiện tại bây giờ thì không có ai đứng ra lãnh đạo hết. Tôi là Vũ Huynh Trưởng, xin kính chào toàn thể quý vị thính giả của SBTN và kính chào anh phóng viên Vũ Nhân. Thì phải nói rằng là rất là tiếc cho cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Chúng tôi ở đây, trước đây thì tôi có làm chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali một thời gian. Thực sự ra thì nó cũng có nhiều lý do lắm anh Vũ Nhân, là bởi vì một số thì cho rằng là bởi vì cái vấn đề là đại dịch nó xảy ra cho nên là các ông ấy không làm được. Thế nhưng mà trước khi đại dịch thì cũng gần cả một năm cũng không có làm gì được. Thì theo chúng tôi là những người mà trong ban bầu cử bây giờ là không có đủ kinh nghiệm. Và bởi vì tưởng tượng thì nó rất dễ, nhưng mà đi vào thực tế để làm việc thì nó khó, nó không như họ tưởng. Thành ra cuối cùng là bây giờ cái vấn đề bầu lại một cái ban đại diện cộng đồng nó cũng không bầu được. Cái quan trọng nhất là vẫn phải là có những cái người dám đứng ra chịu trách nhiệm, và những người đó có khả năng cũng như là có cái tâm để làm việc hay không. Cái đó nó là một cái đòi hỏi đầu tiên, là những người có tâm và phải cũng có khả năng nữa, chứ không phải là chỉ có tâm không thì cũng không làm được gì, mà có tâm và có khả năng để mà làm việc thì mới làm việc được. Theo ông, cái hướng giải quyết như thế nào cho tương lai trong vấn đề cộng đồng? Cái việc mà giải quyết cái vấn đề thì bây giờ thứ nhất là bao một cự là họ giống như là im lặng vô tuyến rồi. Thì trước cái tình hình đó, một số hội đoàn và trước cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng, cho nên một số hội đoàn, một số tổ chức họ đã kết hợp với nhau. Họ tổ chức, họ liên kết với nhau để tổ chức vào nào là ngày 30 tháng 4, quốc hận, kỷ niệm quốc hận, ngày 19 tháng 6 hoặc là ngày Tết cổ truyền, vân vân. Một số cái hoạt động hoặc là sinh hoạt đấu tranh tổ chức những cái sự kiện đó, những event đó tương đối thành công. Do đó từ cái kinh nghiệm có lẽ họ rút ra, họ học được từ những bài học đó, cho nên họ đã thành lập một cái ban gọi là ủy ban điều hợp, mà hiện nay do bác sĩ Phạm Đức Vượng đang làm chủ tịch của ủy ban này. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cơ chế mà ủy ban điều hợp này đó, trước mắt là nó cũng giải quyết được một số vấn đề cho cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Nhưng mà về lâu về dài đó, thì cái ủy ban điều hợp này cũng phải là một cộng đồng, bởi vì không phải do chính thức người dân bầu lên. Cho nên muốn một ban đại diện cộng đồng có giá trị, có tư thế để hoạt động, để có thể thay mặt cộng đồng liên lạc với chính quyền địa phương, với chính quyền về mọi vấn đề an sinh xã hội, về vấn đề đấu tranh, về mọi, thì phải có một ban đại diện chính thức. Thì làm thế nào để có ban đại diện? Thì bây giờ phải tìm cái người có tâm, có huyết, những người có trách nhiệm, có khả năng đứng ra để điều hành cái ban tổ chức đó, ban tổ chức bầu cử đó, thì khi đó mới có thể tập hợp được, thì khi đó mới kêu gọi vận động được một số người có khả năng ra ứng cử. Cái vấn đề có
trình độ chưa đủ và có cả cái tâm, có cái lòng và có cái sự đóng góp, phải có sự hy sinh nữa. Làm thế nào để những cái ban tổ chức đó phải được lòng của đồng hương, họ mới đóng góp, họ mới tham gia. Cảm ơn thời giờ của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Chúng tôi rất cảm ơn Phong Miu Nhân đã hỏi cái câu hỏi rất là nhạy cảm đối với tình hình hiện nay của cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi cũng vì tinh thần nói thẳng nói thật, cho nên cũng trình bày một số vấn đề để mà tạo nên một cái suy nghĩ cho những cộng đồng ở tại miền Bắc Cali này, để từ đó chúng ta có thể có một cái bằng đại diện xứng hợp trong tương lai hơn. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.